Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là Samsung Galaxy A8 Plus đang có mặt tại sỉ đỏ cao cấp.vn. Khi mặt hàng gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của Samsung Galaxy A8 Plus, lỗi hỏng, sạc không vào điện, sạc chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới pin cho Samsung Galaxy A8 Plus. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi có sẵn các linh kiện trên Samsung Galaxy A8 Plus nói chung và phần pin của Samsung Galaxy A8 Plus nói riêng thay mới với các bạn. Vì các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của sỉ đỏ cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới pin cho Samsung Galaxy A8 Plus đang thực hiện tại sỉ đỏ cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.